Nhiều người vẫn thắc mắc vì sao chủ tịch cuộc thi Miss Grand, ông Nawaz, thường xuyên đăng tải các bài viết và thực hiện các hành động mang tính chất chế giễu đối với cuộc thi Miss Universe dù mình là hậu bối. Lý do là bởi vì, từ thuở khai sinh của Hoa hậu Hòa Bình, cuộc thi này đã từng nhiều lần bị Hoa hậu Hoàn Vũ khởi kiện vì nhiều lý do vi phạm bản quyền về logo và sash. Điều này khiến cho ông Nawaz vô cùng ấm ức và muốn trả đũa Miss Universe. Tuy nhiên, mối thâm thù đại hận này càng to hơn sau loạt drama cùng các người đẹp. Vào năm 2014, Miss Grand Thái Lan được tổ chức lần thứ hai. Người đẹp Patrick Bonwang, 19 tuổi, cùng chiều cao 1m81 và kỹ năng ngoại ngữ tốt đã được ông Nawaz lựa chọn trở thành Á hậu 3 Miss Grand Thái Lan và đại diện quốc gia để dự thi Miss Intercontinental và may mắn mang về vương miện đầu tiên cho đất nước. Trở về với danh hiệu quốc tế, Patrick Bonwang trở thành con cưng của gia đình Miss Grand vì tổ chức đã thu hàng loạt các hợp đồng từ nhiều đối tác mong muốn làm việc cùng với Miss Intercontinental năm 2014. Tuy nhiên, vài năm sau đó, người đẹp này đã cắt đứt liên lạc với tổ chức và ông Nawaz và thẳng thừng chia sẻ bản thân muốn đại diện quê nhà dự thi Miss Universe Hoa hậu Hoàn Vũ. Nói là làm, Wang gác lại danh hiệu quốc tế Miss Intercontinental năm 2014 và ghi danh chính thức tại Miss Universe Thái Lan 2022. Tuy nhiên, con gái cưng năm xưa của ông Nawaz chỉ dừng lại ở top 10 chung cuộc. Kể từ ngày ấy, nỗi uất hận trong lòng ngài chủ tịch như ngày càng lớn hơn. Hồi đầu năm 2022, chủ tịch Miss Grand International gây chú ý với một story trên Instagram. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, ông đã chia sẻ lại nội dung so sánh giữa Thủy Tiên và Hanaa Sanhu, tân hoa hậu Hoàn Vũ 2021. Nhiều người cho rằng Gina đang cà khịa Miss Universe, cuộc thi mà ông không mấy thiện cảm xưa này. Dẫu biết điều này xuất phát từ việc ông quá tự hào với hoa hậu của Miss Grand lại có phần thích hơn thua với đấu trưởng nhan sắc lớn nhất hành tinh. Thế nhưng, fan Việt cực kỳ khó chịu khi ông kéo Thủy Tiên vào những rắc rối với những diễn biến tâm trạng yêu ghét giận hờn của ông. Tuy nhiên, nhiều người đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua vì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên vị chủ tịch này cố tình cà khịa cuộc thi đối thủ. Chưa dừng lại ở đó, Nawaz có thêm những lý do để ghét hơn nữa Miss Universe. Cụ thể, một chuyên trang về sắc đẹp của Brazil đã có đăng tải bài chỉ trích công tác tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022. Bài viết ví von cuộc thi này không khác gì một gánh xiếc. Bên cạnh đó, chuyên trang này còn thể hiện sự bức xúc với phong thái làm việc thiếu chuyên nghiệp của chủ tịch Miss Grand International Nawaz Issarakrisin cùng sự thiên vị của ông dành cho đại diện Thái Lan của cuộc thi năm đó. Bài đăng này nhận xét, chúng tôi sẽ không bao giờ ủng hộ gánh xiếc này, nơi mà chủ tịch lại có quyền quyết định ai sẽ đứng kế ông ta trong ảnh chụp nhóm, cũng như công khai ủng hộ đại diện của nước mình. Chúng tôi không thể tin được ông ta có thể khẳng định ai sẽ thắng và ai sẽ vào top trước khi chung kết diễn ra. Năm ngoái, khi các đại diện top 5 đang trả lời ứng xử, thì ông ta luôn tỏ vẻ kỳ thị người LGBT, chỉ lo cười đùa với nhân viên mà chẳng quan tâm tới cô gái nói gì. Hãy dừng theo dõi cuộc thi này, đừng khiến cho bản thân bạn xấu hổ như vậy. Dưới phần bình luận, Hoa hậu Hoàn Vũ 2021 Leola Lopez đã sử dụng tài khoản Instagram cá nhân để thể hiện sự đồng tình với ý kiến của chuyên trang sắc đẹp này. Người đẹp Angola bình luận, quả là một gánh xiếc, không thể tin được rằng nhiều cô gái đến đây và chấp nhận để bản thân bị chi phối bởi những sự lố bịch núp bóng show diễn này. Tôi chỉ xem để ủng hộ đại diện Brazil, cô gái yêu thích của tôi, và hy vọng nếu không thắng, cô ấy hãy đi thi Miss Universe Brazil. Dĩ nhiên, ngài Nawaz đã âm thầm biết được phát ngôn này của Miss Universe 2011. Leola Lopez vốn là người đẹp đến từ Angola, và năm đó, phần thi hô tên của thí sinh Angola tại Miss Grand đã vô tình bị tắt mic. Trong khi tới lượt thi của các người đẹp khác thì mic lại hoàn toàn bình thường. Người hâm mộ ngầm hiểu rằng đây chính là một sự trả đũa của Mr. Nawaz dành cho nàng hậu đến từ Angola.